chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay, ngày mai và cả 3 ngày tiếp theo, tình trạng biển ở các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như dọc tới các vùng biển ven bờ, thời tiết ít có sự biến đổi. Trên toàn Biển Đông, gió có hướng Đông Nam là chủ đạo và hoạt động ở mức từ cấp 3 cho tới cấp 4, sóng biển cao dưới 1,75m. Trời phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng và tầm nhìn xa thông thoáng, sóng gió êm ả, nên thuận lợi cho mọi sự lưu thông của tàu thuyền. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ là nơi chịu tác động mạnh mẽ của vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên gió có hướng Nam và cường độ cũng mạnh dần lên mức cấp 5. Vào thời điểm chiều tối, khả năng gió mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 6 tạo ra những con sóng cao trên 2 mét. Dự báo từ ngày 5 tháng 5, cường độ gió có thể mạnh lên tới mức cấp 6, cấp 7, gây khó khăn cho các hoạt động tàu thuyền cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay, ngày mai, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió có hướng Nam sẽ mạnh lên mức cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động. Từ ngày 6 tháng 5, cường độ gió sẽ mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 và sóng biển có thể lên cao xấp xỉ trên 3 mét, nên bà con ngư dân cần hết sức thận trọng khi tổ chức khai thác hải sản ở khu vực này và những chuyến tàu từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ cũng sẽ không mấy thuận lợi. Dọc theo vùng biển khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong 3 ngày tới, thời tiết chủ yếu là ít mưa, ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng và gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Đông Nam, hoạt động với cường độ trung bình nên không gây biển động. Nhìn chung, thời tiết ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Tuy nhiên, nền nhiệt độ tăng cao nên bà con ngư dân cần chuẩn bị đủ nước ngọt và các nhu yếu phẩm cần thiết để giữ gìn sức khỏe. Xa hơn về phía Nam, dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống Cà Mau gió có hướng Đông đến Đông Nam, duy trì cường độ ở mức trung bình yếu, chỉ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 nên sóng biển thấp dưới 1,75m, biển êm. Thời tiết không mưa, ngày có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên biển cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Dự báo trong đêm nay, ngày mai và cả 2 đến 3 ngày tới, thời tiết tiếp tục ổn định. Tại đây, gió thổi nhẹ, biển êm ả, trời nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, nên đây cũng là vùng biển thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, khai thác ngư trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.